hướng dẫn của anh trưởng trại. Chúng tôi đề nghị các ông chí đoàn viên tri đoàn thôn Mùng Vang trật tự nào. Ban tổ chức chúng tôi nói rằng là có rất nhiều hình thức ủng hộ và cổ vũ. Tuy nhiên, những hình thức ủng hộ cổ vũ phải có văn hóa. Sau phần thi, một nghi vấn đổi của đơn vị thôn 4 là phần thi nhiệt điều của đơn vị thôn 1, thôn 3 và thôn 5. Riêng đơn vị thôn 1, thôn 3 và thôn 5 sẽ làm tốt công tác chuẩn bị cho phần thi môn nhiệt điều. Thôn Phượng Mao đã bước vào phần thi môn nghi thức đội với đội hình đông, điều và đẹp. Đề nghị toàn thể hội trại chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đề nghị một số đơn vị đang đánh trống là dừng ngay lại trống ạ. Alo, đề nghị các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn thôn 2 cho chi đội dừng trống và đem ra để cổ vũ cho các đơn vị khác. Sao số phố thi đó. Tại là mau mày cứ hét lên để người ta không biết. Cô vũ đâu hét là phải. Mà tính là đúng là phải chứ mà sáng là ai cũng không có bà đặng đấy. Ta sẽ đi cổ động, đi cổ động ngồi trật tự thì còn cổ động mà làm cái gì? Đã gọi là cổ động là phải rực rỡ. Mà đã không đi cổ động thì thôi. Này, cháu lên trên sân khấu đứng chính giữa đi, chuyên bộ mà hắn giặt hành ngang á.